chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Hàng Thật Hàng Giả được phát trên kênh TV Pháp Luật. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên fanpage và kênh YouTube của TV Pháp Luật. Chương trình Hàng Thật Hàng Giả tập trung lý giải về các vấn đề thời sự nóng liên quan đến việc chống hàng gian, hàng giả mà toàn xã hội đang hết sức quan tâm trên góc độ thượng tôn pháp luật. Những năm gần đây, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp. Các bộ ngành địa phương có nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm, nên hoạt động gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn cả nước có xu hướng giảm. Tuy nhiên, sau khi chính phủ chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, hàng hóa trở lại bình thường, nên tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa, với phương thức, thủ đoạn mới và tinh vi hơn. Để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh, quyền lợi người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường trong nước và phát triển kinh tế xã hội, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia xây dựng kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa. Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời cảnh báo về hành vi kinh doanh không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mới đây, ngày 24 tháng 10 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã phát đi thông báo cảnh báo hành vi kinh doanh liên quan đến gói súp của Mì Ăn Liền, Hảo Hảo Tôm Chua Cay. Theo đó, thời gian vừa qua, chương trình và Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận thông tin phản ánh của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam về hành vi kinh doanh buôn bán gói súp Acecook Hảo Hảo Tôm Chua Cay trái pháp luật. Nhằm kịp thời cung cấp cho người dân biết về dấu hiệu cảnh báo và nguy cơ ảnh hưởng người tiêu dùng, TV Pháp Luật đã liên hệ với Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Hàng Thật Hàng Giả của TV Pháp Luật. Và thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện của Acecook Việt Nam, ông Tô Duy Hải. Rất cảm ơn ông đã cùng dành thời gian để đến với chương trình ạ. Vâng, xin chào TV Pháp Luật và xin chào quý khán giả xem truyền hình. Vâng thưa ông, thì hiện nay thì Acecook Việt Nam chúng ta có bán riêng các gói súp của Mì Ăn Liền Hảo Hảo Tôm Chua Cay hay không? Và gói súp này có đang bị làm giả hay không? Và quý công ty có những khuyến cáo như thế nào dành cho người tiêu dùng ạ? Dạ vâng, Acecook Việt Nam là công ty chế biến thực phẩm của Nhật Bản, được thành lập tại Việt Nam từ năm 1993. Và sản phẩm nổi tiếng nhất của chúng tôi là Mì Ăn Liền Hảo Hảo. Hiện nay, gói súp hay còn gọi là gói muối có bên trong gói mì Hảo Hảo này đang bị làm giả và bị bày bán rất nhiều trên mạng xã hội và một số trang thương mại điện tử. Chúng tôi xin khẳng định rằng Acecook Việt Nam không bán riêng lẻ các gói súp này. Phần lớn những gói súp này đang bán trên mạng là hàng giả, không đảm bảo an toàn thực phẩm và có thể gây nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Bởi vậy, rất mong người tiêu dùng sẽ không mua những sản phẩm bị bán riêng lẻ này. Nếu người tiêu dùng muốn thưởng thức hương vị muối Hảo Hảo, hãy dùng thử sản phẩm muối chấm Hảo Hảo chính hãng của Acecook Việt Nam. Và về phía của Acecook Việt Nam, mình đang nhận định như thế nào về quy mô của những nhóm đối tượng đang thực hiện các hành vi sai trái pháp luật này ạ? Và về phía của Acecook Việt Nam thì đã có những biện pháp pháp lý như thế nào để ngăn chặn hành vi này? Xin mời ông chia sẻ. Trên thực tế, gói súp Hảo Hảo của chúng tôi đã bị làm giả từ cách đây 5 năm. Theo nhận định của chúng tôi, gói súp này bị làm giả bởi những đơn vị, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Họ sản xuất giả và sau đó thì họ tiêu thụ bằng cách thông qua những cái cá nhân bán hàng ở trên mạng và một số trang thương mại điện tử. Chúng tôi đã và đang nỗ lực để có thể giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, thực sự là không đơn giản và chúng tôi vẫn chưa thực sự giải quyết được triệt để vấn đề này. Hiện nay, chúng tôi đã gửi công văn đến các trang thương mại điện tử có bán gói súp này và yêu cầu họ phải dừng lại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Và đồng thời, chúng tôi cũng đã gửi công văn đến các cơ quan hữu quan. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan sẽ sớm vào cuộc để giải quyết vấn đề này.
Kính thưa quý vị và các bạn, song song với việc tìm hiểu từ đại diện Acecook, thì Viện Pháp luật cũng đã tiến hành khảo sát thu thập nhiều bằng chứng và chúng tôi đã xác định được những dấu hiệu không đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc liên quan đến gói súp của mì ăn liền Hảo Hảo tôm chua cay, cụ thể như sau. Hiện nay, trên thị trường xuất hiện một số hình thức kinh doanh liên quan đến sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo tôm chua cay có dấu hiệu không đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc, bao gồm: thứ nhất, quảng cáo và bán riêng gói súp của mì ăn liền Hảo Hảo tôm chua cay; thứ hai, quảng cáo và bán thùng mì Hảo Hảo với các chi tiết cụ thể sau: gói mì trong thùng đã bị rạch ra để lấy gói súp bán riêng. Lưu ý thứ hai, gói mì được dán và đóng thùng lại để bán với giá 75.000 đồng một thùng, ghi rõ thùng mì không có gói súp. Lưu ý thứ ba, đơn vị bán hàng không phải là nhà phân phối của Acecook Việt Nam. Theo ghi nhận của TV Pháp luật, cảnh báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là hết sức kịp thời vì các hình thức kinh doanh nêu trên đều tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm. Việc gói mì bị xé để lấy gói súp không chỉ làm giảm mức độ bảo quản mà còn tác động trực tiếp tới chất lượng của vắt mì và gói súp. Ngoài ra, khi tách gói súp ra bán riêng, thông tin về hạn sử dụng sẽ không được thể hiện trên gói súp, dẫn tới người tiêu dùng không thể nhận biết được thời hạn sử dụng. Đồng thời, theo ghi nhận, đã có hiện tượng bán các gói súp giả mạo danh thương hiệu Hảo Hảo tôm chua cay. Trao đổi về vấn đề này, đại diện Acecook Việt Nam cho biết. Ông có thể chia sẻ những tổn thất hiện nay mà Acecook Việt Nam đang phải gánh chịu không ạ? Khi mà bị làm giả, chắc chắn chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng đến doanh thu và thậm chí bị ảnh hưởng rất lớn liên quan đến thương hiệu. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều chúng tôi thực sự lo lắng là những sản phẩm này là những sản phẩm làm giả, sẽ không đảm bảo an toàn thực phẩm và có thể gây nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Bởi vậy, một lần nữa, chúng tôi xin khuyến cáo rằng người tiêu dùng không nên mua các gói súp được bán riêng lẻ này. Nếu người tiêu dùng muốn thưởng thức hương vị muối Hào Hảo, hãy thử dùng sản phẩm muối chấm Hào Hảo chính hãng của Acecook Việt Nam chúng tôi. Xin cảm ơn. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Tô Duy Hải và cảm ơn Acecook Việt Nam cũng đã trả lời chuyên mục ngày hôm nay của chúng tôi. Có hai cách phân biệt gói súp Hảo Hảo thật và giả là so sánh bao bì bên ngoài và so sánh súp bên trong. Bao bì bên ngoài gói súp thật, màu nền trắng đục, logo nâu nhạt, mép ngang bao bì không có vết răng cưa, mép dọc thẳng, không xếp ly. Bao bì bên ngoài gói súp giả, nền trắng trong, logo đậm, mép ngang bao bì có vết răng cưa, đường ép nhăn nheo, xếp ly và cán bụi. So sánh súp bên trong, màu sắc súp thật có màu vàng cam, có nhiều hành lá màu xanh, hương vị ngọt, hài hòa, đậm đà. Màu sắc súp giả có màu vàng nhạt, rất ít hành lá, ngọt, thiếu chua, thiếu đậm đà. Liên quan đến hành vi mua bán, sản xuất, tàng trữ hàng gian, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng có chiều hướng gia tăng, nhất là dịp cận Tết, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng luật sư Đặng Thái Hà, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Nam về quy định xử lý hành vi nguy hiểm này. Tôi qua một cái số thông tin báo đài thì tôi có thể khẳng định được là cái hiện trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái diễn ra rất phổ biến tại thị trường Việt Nam. Mặc dù đã được các cơ quan xử lý rất nhiều, nhưng cái vấn đề này là thực sự là một cái vấn nạn rất bức xúc trong xã hội hiện nay. Hiện nay quy định của pháp luật về cái hành vi này thì có hai cái hành vi để xử lý. Một là xử lý về hành chính và hai là xử lý về hình sự, về cái việc mà sản xuất, tàng trữ, tiêu thụ, mua bán hàng gian, hàng giả, hàng nhái. Tùy từng các cái tính chất nghiêm trọng của vụ việc, có vụ việc thì sẽ được xử lý bằng hành chính, nhưng có những vụ việc gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng và đủ yếu tố cấu thành, ở trong bộ luật hình sự thì sẽ bị xử lý theo pháp luật hình sự. Thưa quý vị khán giả, như quý vị vừa theo dõi, tình hình hàng gian, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng diễn biến rất phức tạp, cụ thể như trường hợp của Acecook Việt Nam. Hành vi coi thường pháp luật và thu lợi bất chính này không những ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, mà còn làm cho các doanh nghiệp chân chính bị mất uy tín và giảm doanh thu, rất đáng bị lên án và xử lý nghiêm.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và chuyển đến quý khán giả khi có những thông tin mới nhất cũng như ý kiến từ cơ quan chức năng. Để xem lại toàn bộ chương trình Hàng Thật Hàng Giả, quý vị có thể vào địa chỉ tvphapluat.vn, fanpage và YouTube TV Pháp Luật. Rất mong gặp lại quý khán giả trong những chủ đề nóng tiếp theo. Mọi ý kiến thắc mắc, phản ánh quý khán giả vui lòng gửi về 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi cho số điện thoại chuyên mục 090-9194-000. Ngoài ra quý vị có thể gửi thông tin về email info@tvphapluat.gmail.com.